2 phần của phim Thử Thách Thần Chết, rất nhiều khán giả đã vô cùng thích thú sự kết hợp giữa cặp đôi đại thần Kim Han-gi và Yoo Ji-hoon. Nhưng mà các bạn biết không, 13 năm về trước, cô bé này cũng có một ông anh trai chăm sóc từng ly từng tí trong bộ phim Hot Eats đầy ấm áp và cảm động. Và hai bé còn có một con chó rất là thông minh nữa. Mà con bé này đóng với trai đẹp gì mà lì ghê hà. Năm 2019 này cũng là năm bé Kim Han-gi đã được 19 tuổi và càng ngày càng xinh đẹp hơn. Để xem năm nay bé Kim sẽ đóng phim cùng với xoái ca nào đấy ta. Ta-ta! Không phải là xoái ca mà là xoái chú. Đó chính là chú Chung Woo-sung. Chú Chung Woo-sung và bé Kim Han-gi sẽ cùng nhau góp mặt trong phim mới Chứng Nhân Hoàn Hảo. Trong đó, bé Kim là nhân chứng duy nhất của một vụ án giết người, mà chú Chung chính là luật sư biện hộ cho nghi phạm của vụ án đó. Điều đó có nghĩa là bé Kim là người chứng kiến vụ án giết người, còn ông Chung thì là người biện hộ cho cái người bị nghi là giết người của vụ án đó. Các bạn hiểu hơn chưa? Người ta bảo đây là lần đầu tiên hai chú cháu này diễn cùng nhau. Nhưng mà khoan, cái này là cái gì đây? Ý, ai quay vậy ta? Chú ơi, chú ăn bánh mì không? Ý, chú cũng có bánh mì nè. Các bạn còn ăn bánh mì ở đó không ta? Chính nhờ độ mặn của cái quảng cáo bánh mì này mà hai chú cháu quyết định tái hợp lại với nhau sau 13 năm. Cũng 13 năm rồi, cháu đã bự chà bá lại càng xinh đẹp, còn chú thì càng phong độ mặn mà làm rụng trứng biết bao nhiêu chị em phụ nữ. Nhưng có một điều không hề thay đổi là chú Chung vẫn rất là thích vụ ăn bé Kim. Chú mua trà sữa nè, mua kẹo nè, mua mì ramen nè cho bé Kim ăn. Chú làm rất nhiều điều để tìm ra manh mối của vụ án giết người thương tâm nọ. Nhưng nghiện ngã hay, bé Kim lại mắc chứng tự kỷ, ăn uống chầm mập cái thay vô, nhưng rốt cuộc chỉ nói đúng một câu méo có liên quan. Chú có phải là người tốt không? Sau khi tốn một mớ tiền mua đồ ăn cho bé Kim, chú Chung rút ra kết luận. Các fan có một thế giới riêng của họ. Các bạn có thể vào đó là được rồi. Vậy rốt cuộc chú Chung luật sư sau khi tìm hoài không ra manh mối cũng bị tự kỷ luôn sao? Hay là ổng phải giả bộ tự kỷ luôn thì bé Kim mới chịu chơi với ổng? Điều gì khiến bé Kim ngáo ngáo trở thành một nhân chứng hoàn hảo? Ơi, đây đúng là một bộ phim cực kỳ loạn não để cao trào dành cho những ai mê thể loại tâm lý tội phạm. Bộ phim cũng có hẹn nhiều chi tiết cảm động lắm đó nha. Hãy để cho tiếng lệ của các bạn hoạt động một chút đi nào. Chứng Nhân Hoàn Hảo sẽ ra là vào 11 tháng 3 tới. Cũng sắp rồi, rủ ra bạn bè người yêu đi coi thôi. Nhất là mấy cái đứa mà hay vụ ăn bạn đó.